Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và vẫn là cái chủ đề cũ, đó chính là cách nhận code trên tựa game Bing Bot. Các bạn ạ, lâu lắm rồi thì mình cũng chưa ra cái series là cách nhận code trên tựa game Bing Bot, thì nhiều anh em lại bảo là thằng này mày làm video lúc nào mày cũng cứ khoe là tặng code này nọ, nhưng mà vào trong nhóm có thấy đâu. Thì vào trong nhóm anh em phải mở mồm ra, anh em phải bảo là mình muốn nhận code thì mới có người hỗ trợ cho anh em được, đúng không? Và anh em chỉ cần gửi ID của anh em, game của anh em lên thôi là anh em sẽ có code các bạn nhá, với điều kiện là các bạn tải game lần đầu. Đấy, tải game lần đầu có rất là nhiều ông gọi là dùng một máy tải tầm chục nick đấy, xong bắt đầu là đòi lấy code, thì làm gì có chuyện đấy đâu anh em ơi, làm gì có cái chuyện mà code nó cho anh em kiểu thế đâu. Có nghĩa là mỗi anh em chỉ được một lần thôi, đúng không? Và anh em nhận code thì nó sẽ có giá trị từ 20 đến 200k tùy vào may mắn, nhưng mà đa số thì mình thấy toàn nhận được tầm khoảng nặng 20k thôi đấy, nhưng mà nó cũng 20k cũng khá là ok. 20k anh em vào con mini game lật bài, anh em đặt đến 50k các anh em ăn, anh em rút luôn là được chứ còn gì, đúng không? Êm đúng không? Rồi, rồi và bây giờ thì vẫn là cái tựa game Long Hổ này nhá. Mình sẽ bỏ qua cái chuyện nhận code đi. Bây giờ chúng ta sẽ vào Long Hổ này và chúng ta sẽ đánh và vẫn bắt theo cái cầu, mà cầu này mình nghĩ nó sẽ ra khả năng cao, ra cầu bảng các bạn nha. Đó, ok, pha này thì 7 này. Quy này ok, như vậy là pha này toang. Và đối với Long Hổ thì mình nghĩ là có anh em nên đánh theo cái phương pháp đó là gấp thép các bạn nhá. Đó, mỗi người có một phương pháp, nhưng mà để mà nói phương pháp hay thì mình nghĩ là gấp thép các bạn nhá. Gấp thép có lẽ là một cái phương pháp, một trong những cái phương pháp mà hay nhất luôn. Ví dụ như pha này thì mình sẽ vào hổ là 300, à quên 3m các bạn nhá. Đó, vào hổ 3m, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là gấp thép chúng ta cũng phải có điểm dừng anh em ạ, chứ không phải là vốn to thì tôi không nói là cái gì, nhưng vốn nhỏ thì gấp thép anh em cũng phải biết điểm dừng của mình chỗ nào các bạn nha, chứ không phải anh em cứ đánh tù mà tù mù thế là dở hơi ngay, ok chưa? Như vậy tôi lên 17 triệu, tôi lãi được 2 triệu các bạn nhá. Và cầu này thì tôi đang đoán về cầu 4321 đúng không, thì pha này tôi sẽ vào long 500, và nếu mà thua tay sau tôi sẽ gấp thép vào hổ là tôi sẽ gấp thép lên 1m tôi đánh đó. Và tất nhiên là đánh kiểu này thì anh em vẫn phải nhìn cầu nhá, để mình đọc cầu cho anh em xem nhá. Từ từ để đợi pha này về cái gì đã. 8 ăn rồi, 2 ok ăn luôn các bạn nhá. Như vậy là đúng theo cái dự tính của mình ấy, nó sẽ về cầu 4321. Có nghĩa là anh em sẽ phải học trước một vài các loại cầu cơ bản nhất, được chưa? Và sau khi anh em đã biết một vài các loại cầu cơ bản nhất rồi thì anh em vào game anh em chỉ cần áp dụng thôi, được chưa? Được chưa? Và chúng ta lại kết hợp thêm cái phương pháp là đánh gấp thép nữa thì nó cực kỳ hiệu quả. Tôi sẽ đọc cầu cho anh em nhé. Đoạn này là 11, đoạn này là cầu bằng này, 1221 cầu bằng nhá. Đoạn này là 4321, tôi nghi khả năng cao là số 4321, đúng chuẩn 4321 luôn. Đấy anh em thấy không? Và nếu mà chúng ta thắng thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái mức cược 500. Còn khi nào anh em mình thua thì lúc đấy anh em mình sẽ gấp thép lên 1 triệu anh em mình đánh, được chưa? Rất là đơn giản thôi. Ví dụ như pha này nhá, đúng theo cầu là 432 này, thì pha này mình sẽ vào hổ 500 đấy. Và cứ vậy chúng ta chờ đợi, thì nó thật với anh em luôn là nó không có cái gì mà khó quá đâu. Có nghĩa là chúng ta sẽ cứ chuẩn theo công thức của chúng ta làm thôi các bạn nhá. Ok, pha này xem long cái gì đây, 5 này, hổ cái gì đây, K, ok như vậy là 500 nhá. Như vậy là lên được tầm bao nhiêu, 10 gần 19 triệu cho ta, 18 triệu 500 đúng không? Chuẩn 4321 luôn. Đấy, tôi chưa, nó mới ra có mỗi 4 long với là một hổ thôi mà tôi đã nghi nó về là 4321 rồi. Cho nên là cái này thực ra mà anh em chỉ cần hiểu biết, chỉ cần học, tôi nghĩ anh em chỉ cần học từ 10 đến 30 phút, 10 đến 15 phút thôi, anh em hiểu hết các loại cầu trên này thôi, chẳng có cái gì khó cả anh em ạ. Quan trọng là anh em chịu khó đầu tư thời gian ra một chút anh em học cho tôi. Đấy, thì như thế là ok. Chứ còn anh em mà không có kiến thức anh em vào đánh giống như kiểu vứt tiền qua cửa sổ, thực sự tôi rất là tiếc. Tôi xem rất là nhiều những cái người bạn của mình, kể cả những người bạn của mình, nhưng mà bây giờ tất nhiên là mình theo cách chỉ dẫn của mình thì bây giờ thắng nhiều hơn rồi. Chứ ngày xưa các ông đánh kiểu gì mà các ông toàn theo kiểu đánh lùng qua lùng quanh, cứ kiểu tao thích cửa này tao đặt cửa này, đánh ta phải có kiến thức anh em ạ. Đánh không có kiến thức thì nó giống như kiểu là anh em vứt tiền qua cửa sổ, nó chẳng khác gì. Thôi nó thật, anh em đánh không kiến thức thì anh em nghỉ, xóa game đi nha. Thật, còn anh em nào mà kiểu có kiến thức thì hãy đánh. Anh em thấy từ nãy giờ tôi đánh khoảng tầm 1 2 3 4 5 6 7 6 tay từ nãy giờ vẫn chưa thua tay nào. Tại vì sao? Tại vì tôi có kiến thức anh em nhá. Ok, ví dụ như tôi đánh bây giờ tôi đang cầu đẹp này, tôi đánh khi nào vãi cầu tôi nghỉ, đúng không? Tất nhiên là sẽ có những cái thời điểm game soi, nhưng mà game soi không thì chúng ta cũng phải có kiến thức anh em ạ. Tôi nhận ra là không có kiến thức thì là toang các bạn nhá. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Đó, các vấn đề trong video cũng bàn bạc hết rồi. Anh em nào muốn nhận code đây này, bây giờ tôi đọc cầu cho anh em là khả năng cao lên cầu bằng các bạn nhá. Nhưng mà thôi tôi không đánh nữa, tại vì tôi có lãi rồi, 15 triệu lên 18 triệu. Hôm nay tôi cho anh em xem tôi lãi được tầm hôm nay tôi đem vào đây vốn 6 triệu, bây giờ lên 20 triệu, lãi khá là nhiều rồi. Tôi cũng chẳng cần bon chen làm gì nữa đúng không? Ok, bye bye tất cả các bạn nha.